Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay em sẽ line lên một line iRobot Room 3. Thì toàn bộ cái hàng này là em đã vệ sinh cũng như là test mọi chức năng hoạt động rất là ok rồi. Thì tất cả những cái máy này gồm có những cái series, đây là đầu 8, ba con series đầu 8 nhá. Có thể 870 này, 880 này và chiếc bên trên kia đó là 871. Và có một bản đó là 692. Thì cái bản này nó có kết nối được wifi nhé, kết nối wifi điều khiển qua cái một cái app của iRobot Home. Thì tất cả máy này là đều đầy đủ phụ kiện các bác nhá, đầy đủ phụ kiện này. Thứ nhất là mỗi một máy này sẽ là kèm cho các bác đó là hai cái màng HEPA này, hai màng hàng HEPA mới nhá, và một chổi góc này, một tường áo này, đó. Tất cả máy này đều như vậy nhá. Con kia thì hai cái chổi góc này và màng HEPA thì em đang đặt về rồi, thì sắp tới thì nếu bác nào lấy chiếc đó thì em sẽ gửi luôn. Thì tất cả máy đây thì về cái chất máy nó rất là đẹp đó, máy này nó là máy hàng bãi thôi nhưng mà em đã tuyển chọn nhá rất là kỹ lưỡng. Đây toàn bộ là máy zin nguyên bản các bác nhá. Và cái sạc này, toàn bộ sạc này thì nó sẽ sử dụng sạc từ 100 đến 220V nhá, 220V, 240V cũng được. Đây hộp rác này. Từ trước đến giờ hầu như em làm, em tập trung, em chủ yếu là làm về cái hàng iRobot Room 3. Tại vì sao? Về riêng về cái dòng này nó chạy rất là khỏe. Đấy, lực hút cao này và nó có thể neo được những cái địa hình trên những cái thảm này hay trên chiếu, là những cái góc mà nó cao, bấp mô nó vẫn có thể là vượt qua được. Và cái tần suất hoạt động của nó thì nó nói chung là cái độ bền bỉ của nó rất là cao. Nhìn chung là những cái máy này thì trong quá trình sử dụng rồi ấy, thì nó sẽ luồn lách nhiều chỗ, mà nó sẽ có những vết xước nho nhỏ nhưng không đáng kể các bạn. Nhìn chung nó khá là đẹp đấy. Tổng quan những con này thì nó đẹp khoảng tầm 90%. Đấy, em đánh giá 90%. Lốp nhất còn đẹp nhá. Đó các bạn nhìn, lốp còn dày bịch luôn đấy. Thấy chưa? Zulu này. Đó, thằng xịn, chổi này, chổi góc này, con này nó mã là 870 nhá. 870 này. Thì mỗi một máy này sẽ kèm một tường ảo, còn con 692 kia thì nó điều khiển trực tiếp qua cái app kết nối wifi. Thì con đấy là cái bản thông minh hơn. Thì con đấy không có tường ảo nhé. Thì về giá thì chi tiết em sẽ báo giá sau cho các bác từng mã một. Còn tất cả máy em bán ra nhé, từ trước đến giờ em bán hàng iRobot Roma thì máy em bán ra là đều là bảo hành máy 3 tháng này và pin trong vòng 1 tháng nhá. Đó, pin trong vòng 1 tháng. Thì em test những pin này tất cả là pin zin của nó, trung bình của nó hoạt động nó khoảng tầm được 1 giờ hoặc hơn 1 giờ. Đấy, tùy từng con một. Chung về cái chất máy của nó thì toàn bộ là đều là máy đẹp này. Và trên đây nó có những cái phím. Có để ý này, nó có những cái phím để điều khiển, ví dụ như là hẹn ngày giờ, chế độ support này, hay là chế độ quay trở về đốt sạc này, hay chế độ clear này. Đó. Con này nó rất là khỏe các bác nhá, rất là khỏe. Đây giả dụ như bây giờ em để trên nó một con này đi. Trọng lượng con này nó khoảng tầm 5 cân. Nói chung là nó chạy. Đấy con ơi. Em để nguyên một cái vật trọng lượng khoảng tầm 7 8 cân, nó vẫn chạy hoạt động rất là khỏe. Quay về đốc này. Khi cái đốc này thì các bác sử dụng ấy thì các bác lên để nó vào góc tường nhá. Để robot khi nó trèo lên nó không bị xê, nó không chạy, để nó chạy này. Đó. Cho nó quay lại nhé. Nó quay lại để nó quay về đốc. Đấy. Tại vì muốn quay về đốc thì nó phải có một cái khoảng cách, một khoảng cách đi xuống dưới và nó sẽ quay về. Ok. Đây là máy này là máy hàng xuất cho thị trường Nhật các bạn. Thế nên là cái giọng nói của nó cũng có giọng nói của cô gái Nhật nhé. Thì chi tiết thì em sẽ báo giá nhanh cho các bác này. Đó, con này con 880 nhá. Nó mà tra ở trên cái trang chủ của iRobot Roomba ấy, thì cái con này
Nó sản xuất vào 2015 nhé, hoặc 2015. Thì con này đầy đủ phụ kiện nhé, đầy đủ phụ kiện này, tường ảo này, màng HEPA này, chổi quét góc. Thì con này em đang bán với giá nó là 3 triệu 500 nghìn đồng nhé. Và máy sẽ bảo hành cho các bác trong vòng 3 tháng, pin 1 tháng nhé, pin 1 tháng. Thì mọi tính năng hoạt động đây. Thì con này khi cho quá trình sạc thì pin nó sẽ hiện lên nó nhấp nháy như này nhé. Thế còn đâu những cái có những cái con mà khi mà nó sạc đầy rồi thì toàn bộ nó ngắt, có những cái mẫu nhiều bác sẽ thắc mắc là có những cái chiếc mà khi mà sạc đầy xong rồi ấy, nó hiện lên hình quả pin cũng như ở phần đốc sạc nó hiện đèn, có những cái con nó sẽ ngắt toàn bộ đấy. Thì nó sẽ tùy từng thuộc vào các series máy. Thì như chiếc này là series 880 nhá, 880 này. Thì bác để ý những cái này nó sẽ cái màu sắc nó sẽ khác này. Cái con này nó là 870 này, 870 thì trên nên nó có một cái viền màu bạc này. Đó, mặt trong là màu xám này. Rồi tiếp tục đến cái con 692 này. Đây 692 nhá. Bản có kết nối wifi. Nói chung là riêng về máy thì đẹp ok các bạn. Đây. 692 nhá. Đó, 692. Lốp còn rất là đẹp. Đây máy thì đã test rồi nhá. 692 chiếc này thì sản xuất vào năm 2016 và 17. Đó, 2016 17 nhá. Em sẽ bóc nó ra. Thì con này mà để kết nối wifi thì các bác sẽ bấm hai nút này nhé. Các bác sẽ tải một cái app iRobot Home về để kết nối với nó. Đây, nó hiện hình cái biểu tượng wifi ạ. Đó. Nó yêu cầu kết nối wifi. Thì cái chiếc này em đang bán với giá đó là 3 triệu 100 nhé, 3 triệu 100. Rồi cái chiếc 870 này sản xuất năm 2014 nhé. Đó, 2014 này. Qua nhìn máy nó còn đẹp chưa, máy đẹp xuất sắc nhé, rất là lạ. Đây cặp lô đẹp này, chổi quét góc mới này, hộp rác 870, series 870. Thì con này nốp còn siêu đẹp luôn đấy. Con này nó phải chuẩn gọi là như hàng nước rồi. Đó. Nhưng mà giá vẫn là giá hàng bãi cho các bác nhé. Đây cái đốc sạc các bác phải để cố định nhé. Thì cái con 870 này, 870 này em bán giá đó là 3 triệu 350 nghìn nhé, 3 triệu 350 nghìn. Rồi tiếp tục sẽ đến với một cái series nữa. Series nữa đây các bác. Đây, đây chính là một con 87. Con này nó chính là 871, 871 nhá. Đây, ra dọn này. Nói chung là chi tiếp thì các bác sẽ cứ gọi trực tiếp Zalo giúp em. Các bác thích con nào thì em sẽ test quay video trực tiếp cho các bác xem nhé. Còn nhìn chung về tất tất cả chất máy thì đẹp nhé, sản xuất năm 2015 này. 2015. Đó. Em sẽ xem là cái phần dưới này. Đấy, lốp con này thì siêu đẹp rồi. Các bác thấy lốp chưa? Series 871 đi nhá. 871. Thì cái dòng robot Roomba này thì đây, các bác sẽ thấy rằng cái bánh là của nó sẽ lên xuống được như này. Và nó trang bị tất cả là 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cảm biến chiều sâu nhá. Các bác thấy chưa? Máy nó vẫn đang ở chế độ chờ này, hoạt động này. Đấy, cảm biến vẫn đang hoạt động nhá. Qua camera thì các bác sẽ nhìn thấy nhá. Cái cảm biến, mắt cảm biến này, nó sẽ màu hồng này. Đó. Mắt cảm biến nhá. Thấy chưa? Mắt cảm biến màu hồng chưa? Đó. Đó là mắt cảm biến đang hoạt động nhé. Nốp còn đẹp này. Con này nói chung là xuất sắc rồi. Con này 871 sản xuất 2015. Con này em sẽ bán cho các bác với giá đó là 3 triệu 600 nghìn đồng. Đó. Giá 3 triệu 600 nghìn đồng nhé. Sản xuất năm 2015. Chất máy còn rất là đẹp. Con này thì giá là 3 triệu mốt nhé. Đó. Con 9, con đầu 692 này, bản kết nối wifi 3 triệu mốt. Còn sang các đầu 8 này thì giá nó
sẽ nhỉnh hơn một vài trăm thôi. Đấy, con này thì 3 triệu rưỡi này, con này 3 triệu 350 này, và con 871 kia thì sẽ là giá nó là 3 triệu 6 nhé, 3 triệu 6. Thì bác nào mà ưng chiếc nào thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 794. Đấy, em ở Kim Thành, Hải Dương. Thì tất cả máy này em đã test ok rồi nha. Đầy đủ đây. Tường áo này sẽ cho là 880 nhé. Tường áo này nó sẽ phù hợp của cái dòng 880 này hoặc là 885 hoặc 889, nói chung là sẽ là cái đầu sơ bắt đầu từ 88. Còn các đầu 87 thì nó sẽ sử dụng cái tường áo như này nhá. Đó, tường áo như này. Tuy nhiên tường áo này thì em sẽ tặng kèm pin cho các bác để các bác sử dụng luôn. Máy sẽ đầy đủ các chức năng, máy sẽ đầy đủ các phụ kiện, ví dụ như chổi quét góc này và cũng như là màng HEPA mới nhá. Đó, toàn bộ màng HEPA mới. Thì cái màng HEPA này thì các bác sẽ thấy là nó nằm ở góc này này. Đây. Thì cái màng HEPA này để khi mà nó hút bụi lên là nó thổi gió ra thì cái màng này sẽ lọc nha. Đây vẫn là cái màng nằm theo trong máy. Thì các bác về các bác có thể thay màng mới cũng được. Đó, nói chung chất máy, toàn bộ chất máy đẹp thôi ạ. Zin, cam kết với tất cả các bác zin nguyên bản nha. Tại vì những cái hàng này em làm thường xuyên, quanh năm suốt tháng mà. Hầu như là đợt trước em hay về những hàng đấu giá đấy. Hàng đấu giá thì nói chung là giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà cái hàng bãi này thì giá nó cũng rất hợp lý. Đấy. Tại vì là em đã lựa chọn rất là cẩn thận rồi. Nên là các bác yên tâm. Ok. Bác nào ưng máy nào thì liên hệ trực tiếp giúp em nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác.